Thưa quý vị và các bạn, một lượng lớn ma túy tổng hợp đã bị lực lượng hải quan phối hợp bắt giữ trong tháng cao điểm này. 20 kg nghi ma túy tổng hợp được các đối tượng vận chuyển từ Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh đã bị tổ công tác bao gồm Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam, Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan mật phục theo dõi và bắt giữ. Sáng ngày 8 tháng 6 năm 2021, tại ngã tư Võ Văn Kiệt và Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã bắt giữ 20 kg ma túy tổng hợp cất giấu trong xe ô tô mang biển số 66A 12219 do đối tượng Võ Văn Hưng điều khiển. Đây là kết quả thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án chung mang bí số A521P của hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam thuộc hải đội 3, cục điều tra chống buôn lậu, tổng cục hải quan và đoàn 3, bộ tư lệnh bộ đội biên phòng. Các đối tượng đã bị tổ công tác theo dõi, bám sát từ khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 6 năm 2021 khi vận chuyển ma túy từ Campuchia theo sông Tiền về địa bàn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và thay đổi phương tiện để di chuyển về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 8 tháng 6, khi đến ngã tư Võ Văn Kiệt và Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chuyên án phối hợp với cảnh sát giao thông dừng phương tiện để kiểm tra. Kết quả phát hiện trong xe 66A12219 có chứa 20 gói ni lông nghi là ma túy đá tổng hợp như đã nói trên. Đối tượng Võ Văn Hưng đi trên xe 66A12219 khai nhận chở số ma túy trên từ Campuchia về giao tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng khi chưa kịp giao hàng thì bị bắt giữ hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ